mời người đẹp Nhã Vi. Hình tượng rất là sang trọng trong vai cung nữ bán vé. Và tiếp theo là hình tượng người đẹp Bạch Cốt Tinh, qua từ quá thân của nữ minh tinh Mai Thiên Tài. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một hình tượng rất là khác lạ, nam hăng nga của người đẹp của ngài Nắc Cha. Và quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ chào đón một nhan sắc long trời lỡ đất. Dạ, long trời lỡ đất nha quý vị. Chúng ta sẽ đến với người đẹp Kim Lai. Không có nhạc bà không chịu đi vô đâu anh. Em cười một cái cho khán giả ta vui lòng đi em. Cơ còn cười được không? Chích nhiều quá hết cười được luôn rồi, thông cảm nha quý vị. Rồi không có nhạc là bà không vô đó anh. Rồi xuống dưới luôn. Rồi cẩn thận nha. Rồi quý vị ơi, dạ, đó lão Phật gia xin mời nhạc lên rồi đi vô. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với người đẹp. Dạ, người đẹp này em cũng không biết là từ nước nào luôn. Dương Thanh Vàng. Rồi xin mời Dương Thanh Vàng. Bà nội ơi, mây bay phất phới, trời ơi trời. Tiên nữ thời nào gì không biết nữa. Và chúng ta sẽ đến với Nương Nương Su Su. Với hình tượng nghịch nữ Su Su rất là sang trọng quý phái, chúng ta sẽ xem qua Su Su sẽ làm gì trong công việc bán vé. Và chúng ta sẽ đến với cung nữ Yumi và Diệp Thanh Thanh. Ngọc Thố Tinh xuất cung đó. Tại bữa nay em làm mặt hai lần á. Tại bữa nay làm mặt hai lần. Lần đầu làm y chang như con chuột luôn. Rất là xấu. Em nói trời ơi chết rồi, thôi làm lại. Làm như cái mặt không có khuôn á, vậy mất làm hai lần. Bữa nay là em rất là xui luôn á bà con. Đi làm nail á, thì vô tiệm nail á bị người ta làm chảy máu tay nha. Rồi xong rồi đi vô đây làm mặt có hai lần. Bởi thành ra lên không có được gặp bà con vòng đầu tiên. Em rất là bực bội. Em rất là tức tưởi. Hết chưa? Hết rồi. Sao sáng làm nail thơm chặt luôn, bàn tay không biết nữa. Để anh yêu thương, em đã yêu rồi. Hãy đến cùng với nhau, ta cùng nhau thắm duyên. Suốt đời mãi mãi em yêu anh mà thôi. Hơi anh hơi chờ tình với nhau, tình yêu ta đã trao cho đời ta có nhau. Tôi hãy ta.
À thì dù qua quý vị khán giả cũng đã thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc Hoa Lời Việt với ca khúc Xin Đừng Hái Hoa. Nhạc Lương Cát Tường. Nhạc Lương năm nay 47 tuổi rồi. Sao ăn mập mà thiếu căng cài dữ vậy? Không phải bị về hưu. Cái mới bị đầy hả? Không, cái này là bị về hưu. Cái áo của em nằm không phải một kiểu hết đâu. Áo thứ hai kiểu hả? Mở là kiểu khác nha. Trời ơi, biến hình luôn quý vị. Wow. Bây giờ này biến một cái nữa được không? Đỡ dây kéo sao tuột xuống luôn. Ra cái kiểu gì? Ra cái kiểu biến thái. Dạ rồi, trời ơi, chuyện trắng tươi thế ghê. Thôi thì bây giờ trong khi chờ đợi, mời khán giả sẽ cùng lắng nghe với một phần ca khúc. Trời ơi, con chuột lan. Trời ơi. Sao ma quá. Con này là con tầm ma lão bà. Trời ơi, ai giả bộ cầm cái gì trắng trắng nó giật mình thấy coi. Coi nó có lồi gì đen đen không. Trời ơi, tóc ni lông mà làm quá ghét. Dạ kính thưa các bác chị, dòng đời này vẫn là 1.000 đồng một lá vé. Các bác chị ai chưa có vé giơ ngón tay lên. Cũng được cho em bớt dạch đi. Rớt cái đồ neo neo một lần đó. Dạ các bác chị mình giơ ngón tay lên. Cũng được cho em xin điều động nhân viên tới để phục vụ cho các bác chị mình luôn. Cái áo này giống của Hoàng Thượng hơn của bà. Nó hơi rộng. Áo của Hoàng Thượng mượn xài đó. Bên đây nè, vé là chị Bạch Pháp Ma Nữ ơi. Rồi ở hai đứa em á, chị xin lỗi. Dạ kính thưa cô bác chị, giờ bây giờ cô nghĩ sân khấu vắng lặng, xin mời cô bác chị hướng mắt về hạ vé hả? Vé nè, lộ ơi lộ, cho vé đây nè. Không để sân khấu vắng lặng và ngay bây giờ xin mời cô bác chị hướng mắt về sân khấu đến với giọng hát của người đẹp Linh Anh và người đẹp Tam Thảo. Vé xuống kia kìa. Ca khúc Quân Dương Già Thiết. À, mai thiệt tay, thiệt tay. Em không biết bố em nhường cho Linh Anh nói. Vé trên đây nè. Dạ, yeah, giơ tay lên giùm em anh ơi. Tú ơi, giơ tay lên đó, Tú kìa. Tay ơi, tay. Tay trên miệng. Bán trên này thật cưng. Trời ơi, chị là phép chị không phục em hả?
hai chị xuống bán vé đi. Hai chị hát hay quá, vé còn nguyên. Trời ơi, hát có muốn tan trường. Xin bán vé đi hai mẹ. Trời ơi ạ.